Tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã tổ chức hội thảo lộ trình rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước. Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân và Sở Tài chính các tỉnh thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai đã tham dự. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nêu thực trạng kiểm toán báo cáo kiểm toán ngân sách nhà nước và yêu cầu thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán nhà nước theo quy trình rút ngắn thời gian, thực trạng công tác lập thẩm định, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước và các đề xuất kiến nghị về kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Quyết toán ngân sách nhà nước và kinh nghiệm quốc tế về quyết toán, kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề gợi ý cho Việt Nam, công tác thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ ngành, cơ quan trung ương, các vấn đề đặt ra khi rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm và các kiến nghị đề xuất. Công tác thẩm định, tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, nêu lên những tồn tại cũng như kinh nghiệm liên quan đến vấn đề rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước, đồng thời nghe giải đáp đối với nội dung này. Kết luận tại hội thảo, đại diện Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhấn mạnh, việc rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm là rất cần thiết. Việc cụ thể hóa về mục tiêu, định hướng, việc thay đổi thời gian thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước sẽ giúp tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, giúp nâng cao tính tự chịu trách nhiệm đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước trong sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan tham gia vào quy trình quyết toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh nhiệm vụ của các khâu trung gian trong quy trình quyết toán, tránh chồng chéo về trách nhiệm của các cơ quan cũng như giúp tăng cường công tác hậu kiểm đối với quyết toán ngân sách nhà nước.